Thì đây chính là nhà khách hàng của mình các bạn nha. Hiện tại là anh chị chủ nhà này thì mình sẽ lắp đặt cho anh chị là những cái đèn trang trí. Các bạn nhìn ra xa này có cái hồ cá koi này đang trong quá trình hoàn thiện các bạn, rất là đẹp. Thì đây là những bộ đèn mà mình sẽ lắp cho anh chị các bạn. Đấy, thì hiện tại ở đây thì trần thì Cao đã làm xong hết rồi. Công việc còn lại của mình là mình treo lắp ráp và treo những bộ đèn này lên. Ok, các bạn cùng xem nhé. Thì trước tiên thì mình sẽ treo cái bộ đèn thả 3 vòng này cho không gian của phòng ăn được kia các bạn nhé. Ok, vì đây nó là trần thạch cao cho nên nó bắt buộc mình phải có những cái con vít chuyên dụng dành cho thạch cao thì mới có thể treo lên được trên trần các bạn nhé. Bởi vì nếu mà mình không có mình treo trực tiếp lên nó sẽ có khả năng là nó sẽ bị rơi đấy các bạn. Ok, và các bạn xem là mình treo những cái này bằng cái gì nha các bạn nhé. Rồi thì đây nó chính là cái bộ đèn mình sẽ treo nha các bạn nhé. Thì bộ đèn 3 vòng này thì đèn thả 3 vòng này thì mình đã có một cái video để mình hướng dẫn cái cách lắp ráp cái đèn này rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi treo bộ đèn này lên cho anh chị khách hàng các bạn nhé. Bởi vì trọng lượng của cái bộ đèn này nó cũng tương đối là nhẹ thôi thì mình sẽ gắn trực tiếp lên trần thạch cao được các bạn nhé. Đương nhiên thì không phải là cứ gắn lên là xong, thì mình sẽ phải dùng một cái những cái con nở chuyên dụng. Thì cái dòng này nó là dòng nở rút, và nó khi rút cái con vít này ra ấy, thì cánh này nó sẽ xòe ra các bạn ạ, thì nó sẽ tạo ra được những cái điểm xòe ở phía trên trần để nó giữ cho cái con vít này được chắc chắn các bạn nhé. Thì đương nhiên thì với những cái bộ đèn nào nó nặng thì bắt buộc chúng ta sẽ phải gia cố hệ thống khung xương ở bên trên phía trên trần thạch cao thì chúng ta mới treo được. Còn bộ đèn này thì nó tương đối nhẹ thì mình sẽ treo trực tiếp nó lên trên trần này các bạn nhé. Thì đây nó chính là cái vị trí mà mình sẽ treo nó lên này. Rồi thì bây giờ trước tiên thì mình sẽ phải tháo cái thanh này ra các bạn nhé. Mình tháo thanh này ra, sau đó mình sẽ gắn cái này lên trên trần. Rồi ok, giờ mình sẽ làm cho các bạn cùng xem nhé. Rồi thì bây giờ mình sẽ treo cái thanh này lên trên trần nha các bạn nhé. Rồi sau khi chúng ta lấy dấu xong nha các bạn nhé. Sau khi lấy dấu xong ấy, thì chúng ta sẽ dùng cái mũi vít này, chúng ta sẽ đục thủng cái vị trí mà cần khoan vít trên kia, để sau đó khi thủng xong chúng ta sẽ ấn con nở này vào các bạn nhé. Thank you.
Ở đây mọi người, thì mọi người lưu ý nhé, khi mà mình vặn siết con ốc này, tức là mình vặn xuôi theo chiều kim đồng hồ để siết chặt con nở này, để cho cái ba cái cạnh bên trong nó xòe ra các bạn nhé. Khi mà các bạn siết cái ốc này, chúng ta thấy nặng và nặng tay thì ok các bạn nhé. Chúng ta khi mà vặn, chúng ta sẽ cảm nhận được là cái sức nặng của siết chặt này. Bắt đầu chúng ta sẽ tháo cái này ra các bạn nhé. Chúng ta sẽ tháo cái này ra. Ok, tháo ra thì cái con vít này nó chính là cái con vít mà để chúng ta lát để chúng ta vít vào. Chúng ta cứ làm hết tất cả các con như vậy nha các bạn nha. Khi tháo ra thì nó sẽ như thành những cái lỗ siết như này. Thì đây nó chính là cái con vít các bạn nha. Rồi ok, thì bây giờ là mình sau khi đã tháo xong thì mình sẽ gắn cái thanh treo của nó vào đây các bạn nha. Nhiệm vụ bây giờ cũng khá là đơn giản thôi các bạn. Thì chúng ta chỉ cần đó, dùng ốc chúng ta siết lại những cái vị trí này thôi. Rồi ok, rất đơn giản phải không các bạn. Được, thì cái công đoạn này thì mình nghĩ là nó đơn giản thôi, thì mình sẽ không quay cái cảnh vừa rồi mình vừa lắp các bạn nhé. Hiện tại ngọn đèn đã sáng rồi. Thì đây các bạn nhìn này, ở này sẽ có hai cái đầu vít ở đây nhé. Ở đầu bên này một chiếc vít và phía bên kia một chiếc vít. Rồi thì đây là hệ thống dây cáp treo của nó này các bạn. Thì đèn này có 3 chế độ ánh sáng các bạn nhé. Mỗi lần tắt bật thì nó sẽ có một cái chế độ ánh sáng khác nhau. Đó, kim tính, màu vàng, màu trắng nha các bạn nha. Rồi, như vậy thì mình đã lắp xong rồi các bạn nha. Vừa rồi thì mình đã gửi đến các bạn những cái hình ảnh mà cũng như là cái cách thức để chúng ta thi công, để chúng ta gắn được và treo được một cái bộ đèn thả ba vòng trực tiếp lên trần thạch cao các bạn nhé. Thì mỗi một bộ đèn thì nó đều có những cái trọng lượng khác nhau, thì các bạn dựa vào cái cơ sở trọng lượng của nó để chúng ta cân đối để chúng ta treo được lên trần các bạn nhé. Thì cái cách để mà treo lên trần ấy, thì các bạn phải dùng những cái con vít, những con nở nó chuyên dụng của thạch cao các bạn nhé, thì chúng ta mới treo được. Ok, clip của mình thì đến đây là hết rồi. Hy vọng qua clip này thì các bạn sẽ tự mình có thể trực tiếp để thao tác để thi công cũng như là treo được những cái bộ đèn ưng ý lên trần thì cao các bạn nhé. Các bạn xem clip của mình thì hãy ủng hộ mình một cách là đăng ký kênh để luôn nhận được những cái thông báo mới khi có clip mới, cũng như là like, share những cái clip của mình. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.